Thưa quý vị, một nữ vận động viên Vovinam tại thành phố biển Vũng Tàu có vóc dáng nhỏ nhắn, được đồng đội đặc biệt danh là Sóc Nhỏ, nhưng lại sở hữu bản thành tích ấn tượng. Là thành viên đội tuyển Vovinam tỉnh, nữ võ sĩ 20 tuổi này cũng nằm trong danh sách những vận động viên tài năng được ngành thể thao đầu tư cho những mục tiêu cao hơn trong tương lai. Nữ vận động viên này là ai? Mời quý vị cùng gặp gỡ trong câu chuyện Ai, thế nào, vì sao sáng nay. Với vóc dáng nhỏ nhắn, không ai nghĩ cô gái này là vận động viên Vovinam chuyên nghiệp. Nhưng khi chứng kiến cô tập luyện và thi đấu, tất cả đều phải thừa nhận đây là một vận động viên tài năng. Mạnh mẽ, linh hoạt, ra đòn chớp nhoáng, chuẩn xá cao. Đó là Sâm Thùy Bội Như, vận động viên đội tuyển Vovinam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhà vô địch đối kháng Đông Nam Á 2023, hạng cân 50kg nữ. Bội Như còn là chủ nhân của 4 huy chương vàng giải Vovinam trẻ quốc gia, 2 huy chương vàng giải Vovinam vô địch quốc gia, huy chương bạc Vovinam Đại hội Thể thao Toàn quốc ngay trong lần đầu tham dự. Cô ta người rất là nhỏ nhưng mà rất là lẹ, kỹ thuật ra đòn rất là nhanh để chiến thắng đối thủ. Phong cách thi đấu của bạn đó rất là tỉnh táo, em rất thích cái điều đó, và bạn suy nghĩ rất nhanh trong lúc thi đấu. Khi mà bạn bị mất điểm, bạn có thể gỡ điểm lại trong tích tắc, là cái điều đó là em rất hâm mộ bạn. Đáp lại sự kỳ vọng tâm huyết của ban huấn luyện đội tuyển Vovinam lẫn ngành thể thao tỉnh và gia đình, Sâm Thùy Bội Như càng nỗ lực quyết tâm trong tập luyện sinh hoạt để giữ vững phong độ, nâng cao hơn nữa bảng thành tích cá nhân, đồng thời cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ sinh viên ngành kế toán Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Thầy cô thương, thầy cô tin tưởng mình học, với lại việc mà tập luyện á, cũng kiểu như là sắp xếp được thời gian á, nên là cũng tương đối ổn. Vovinam giúp Bội Như rèn luyện sức khỏe, cống hiến cho thể thao tỉnh nhà, đồng thời cũng bồi đắp cho vận động viên trẻ này tình yêu quê hương đất nước, lòng trắc ẩn, sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Nhiều năm đồng hành cùng tỉnh xã Ngọc Đức, thành phố Vũng Tàu trong các hoạt động thiện nguyện, Bội Như đang lên kế hoạch mở lớp dạy Vovinam miễn phí cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bây giờ và sau này, các bạn nhỏ đam mê Vovinam, hoặc nếu có hoàn cảnh khó khăn, em sẵn sàng dạy miễn phí tại tỉnh xã Ngọc Đức. Sư cô sẽ đồng hành với cô Bội Như để mở ra một cái trường lớp để dạy cho các em. Nếu mà trong cái việc học tập, nếu mà các em cần cái gì hoặc là cô Bội Như cần để nâng cao cho các em, thì sư cô sẽ cùng đồng hành với đệ tử để đưa các em mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Vovinam không chỉ mang lại cho Sâm Thùy Bội Như niềm vui trong cuộc sống, mà còn giúp lan tỏa niềm vui, hạnh phúc đến với nhiều người.